Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Lego Star Wars, let's go. Ok. CV. Ok, bắt đầu mở cửa ra nào. Ok, và các bạn sẽ dùng anh chàng robot này để mở ra. Rồi, sau đó thì mình lại chuyển lại. Tiến vào. Let's go. Ok, và còn một cánh cửa này nữa.
Let's go. Cái cửa này phải dùng một chú robot khác rồi. Đó, sau đó các bạn sẽ ra ngoài và tiêu diệt tiếp. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Bro, Lego bro, let's go. Ok, mình sẽ vào lại của này xem. Làm sao lại vào rất là chậm. Rồi. Lizago Brim hay là Dear Winston. Mình sẽ chọn cái này đi. Chọn anh chàng này. Ba Việt ba. Ok. Quý Winston. Team Benzis. Solo với team nào? Team Seal. Ok. Bảy rồi, ok. Oh my god. Không có gì ăn. Ok, thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. My Cross. Ở đây thì mình sẽ chọn anh chàng Batman đầu tiên. Let's go. Thank you.
Rồi, ok, tiếp tục. The Flash. Let's go. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ sang tập tiếp theo. Lego Marvel. Let's go. Đây thì có 90 giây, các bạn tiêu diệt thật nhanh. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5. Here, Lick Rush. Mới học quà gì đâu. 2.500, ok. Wow. Để 25.000 thôi, đắt thế. Sau này mình rất cao. Ha!
Oh my god. Ok rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Marvel Triforce. Let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này các bạn có thể yêu thích những nhân vật nào, rồi các bạn nạp thẻ vào sẽ mua những nhân vật đó. Thì như mình biết được những nhân vật miễn phí thì đó là anh chàng người nhện cũng rất là khỏe, hoặc như Deep Boss cũng rất là nhiều. Đây có cả siêu anh hùng và những nhân vật X-Men. Ok. Let's go. Anh chàng này thì chắc là không thắng được rồi. Mình chọn phần hero này xem. Let's go. Story. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Marvel Champion. Tựa game này hình như đang là update, cho nên là mình chưa thể vào được. Mình sẽ vào lại xem. Hoặc đang bảo trì. Đang bảo trì rồi. Ok. Rồi mình sẽ sang cái tiếp theo. DC Legion. Blue White. Let's go. Thank you.
Ok. Tăng giáp rất là nhiều. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego DC. Rồi, Victor. Phần 1 tựa game này thì các bạn sẽ tiêu diệt làng Harley Quinn này. Và làng ta đã biến mất rồi. Phần 2 này thì các bạn phải giải mã và tiêu diệt anh chàng Ridley Snail. Rồi các bạn làm theo hướng dẫn. Tím vàng, đỏ xanh lam. Tím đây. Tiếp tục nào, mình sẽ lên trên này. Let's go, baby. Thank you.
gì đây? Ok, lắp vào đây nào. Tiếng cửa lại mở ra, các bạn có thể trèo lên. Đó, let's go. Đó là một con bác nữa. Oh my gosh. Đó, sau đó các bạn lại nhảy lên rồi lại nhảy xuống. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Lego City. Ok. Xây ở đây. Đó. Mình sẽ xây các bạn xem. Đó, xây được một cái máu. Tiếp tục. Rất nhiều Lego. Wow. Thêm một chú sỏ. Ok. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Lego Spider-Man. Ok. Let's go. Vào game thôi. Are you sure it's a good idea to follow Killer Croc into a sewer? Okay. Got to find out what he's up to. Let's go. Cái này đánh này, còn cái này là gì? Nhảy đây. Không phải xếp. Ok. Ah.
Rồi nước đây rút rồi. Mình sẽ ta ăn cái này. Kéo, ok. Cánh cửa đã bị phá. Sau đó thì lại đi sang tiếp. Oh my god, anh chàng này biến hình rồi. Một siêu nhân xanh. Do tìm. Okay. Rất là ok. Đó, sau đó sẽ có đường đi và các bạn sẽ đi theo và làm theo nhiệm vụ của game này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego Spider-Man. I was thinking about you. I was thinking about what I was gonna get you for your birthday. When is your birthday? I want to get you something eventually. Totally. Oh my god, cái này thì phải skip đi. Phải nhảy chứ không thể cú xuống đâu. Chiếc xe là được rồi, được một chiếc xe. Oh, gặp boss rồi. Let's go. Arrived.
Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.